trẻ, sao mãi chẳng có thằng nào thấy không? Mày cứ đứng đấy chờ đến khi nào có thằng thì mình bắt thế thôi. Anh thấy lâu lắm rồi đấy. Hay là anh phải về, đang còn có mấy con lợn đang ở nhà đang chờ anh chữa. Ồ hay, anh em với nhau giúp nhau một tí. Em mà cưới được con Yến nhá, một mình bác một mâm cỗ. Rồi ok, vì một mâm cỗ của chú. Lâu quá ông ơi. Ông ơi, trong ơi, một thằng ông ơi. Nhặng ơi. Quá. Giữ nguyên hiện trường, không phải nhặt. Đứng im. Anh đã bị bắt. Đây. Dạ. Mày định vào làng này để tán con Yến đúng không? Yến nào ạ? Yến nhóm bồn như con Yến nào? Đúng rồi. Không ạ, em chỉ giao nước mắm ở nhà bà Thắm thôi mà anh. Mày đi qua mặt công trẻ tao à? Ây ơi. Mày như nào mày giải thích đi. Anh ơi anh ngửi đi đúng nước mắm thật mà anh. Ui dồi ôi. Đóng nắp vào. Đúng nước mắm ạ. Anh thấy có ai tán gái mà mang theo nước mắm không ạ? Thôi được rồi. Coi như là tao tin. Cất đi. Đây, đây, em biếu anh đi nước mắm. Lần sau anh nhớ mặt em đi đừng chặn em nữa nhá. Được rồi. Điện. Dạ, dạ, em cảm ơn anh. Ây à. Thôi cứ bình tĩnh mà đi. Nhá. Em chào anh. Ờ. Em chào anh ạ. Ui, vãi hết cả nước mắm rồi, khổ thân được bé. Vãi mắm. Ông ơi. Hả? Ông cho cháu trai đứng mắm nhá. Ờ, nó cho mày đấy. Anh em, về vị trí tập kết. Ông ơi, ừ? Thế là ngày nào mình cũng phải đứng canh cổng thế này à? Sao lại ngày? Không những ngày nhá, mà chúng ta có thể phải đứng cả trưa, chiều, tối, thậm chí là cả đêm. Thời gian này, chúng ta nhất quyết không được để thanh niên tiếp cận được em Yến, hiểu chưa? Mà đây là con đường độc đạo, con đường duy nhất vào nhà em Yến. Anh khoe giúp em nhá. Ok em, nhất trí em. Ôi này! Xịt! Xuống xe! Đừng lạ hại! Anh em bắt giữ đối tượng, trao hỏi. Mày đi đâu đấy? Dạ, em đến nhà thăm Yến ạ. Mày có biết là đến thăm Yến là bị thiến không? Từ từ anh em, từ từ. Không, thằng này trông rất lạ. Này! Ừ. Mày ở chỗ khác đến đúng không? Dạ, em ở xóm dưới ạ. Dưới nào? Ở dưới kia. Ừ. Mày đến đây làm gì? Thì Yến ốm em đến thăm ạ. Mày đừng bốc phét nhá! Tao vừa ở trong nhà Yến ra, Yến không ốm. Tán tỉnh Yến đúng không? Không, không, em không tán ạ. Này, tao nói cho mày biết nhá. Thanh niên làng này chỉ toàn đi xe số thôi. Toàn quay với cả gym tàu thôi. Hôm nay ông lại còn đi con xe ga xịn thế này đến đây. Hả? À, ông định coi rẻ thanh niên làng này đúng không? Đúng rồi ông ạ. À, anh em! Út sọt! Ôi, anh tan em, anh em! Anh em không tán được con Yến nữa. Úi xôi! Múc quẩy được đấy. À. Hả? Sao thằng ngu nhá? Sao nó cứ nổ máy mà chạy nhỉ? Em ăn mất chùm chìa khóa của nó rồi. Anh xem nào. Chìa khóa đẹp ghê. Thôi, anh em, lại về vị trí tập kết. Đấy. Ông ơi, ông cho cháu về cái chỗ đó quá chứ. Mày phải kiên trì. Mỗi làm của anh mất mấy lít máu đây này. Rồi giúp em cái. Ờ rồi, ok, nốt đêm nay. Mày hỏi nhá, chứ bình thường chú hiền lành, thế sao hôm nay chú manh động hung hãn đấy? Anh không biết rồi. Tình yêu nó có thể thay đổi hoàn toàn một con người, anh hiểu chưa? Nó có thể biến người ta từ hung dữ trở thành hiền lành, từ lưu manh trở thành lương thiện. Anh hiểu không? Thôi, cứ chờ. Giúp em, nốt đêm nay. Nốt quá. Ơi, đến bao giờ mới được về? Ui, ông ơi, có người kìa. Cái chào ông, chúng tôi là tổ tác nghiệp thôn. Tôi hỏi ông đây, có phải ông định vào nhà cái Yến không? Đúng đấy ạ. Đúng cái gì, ông không cần phải nói nhiều nha. Tôi nói luôn cho ông này, tổ tác nghiệp thôn chúng tôi xin thông báo, sáng nay đã có một thằng đi xe ga xịn đến đây, mà anh em chúng tôi chỉ đi quay tàu và dream thôi, đã là một sự sỉ nhục lớn.
anh em công nhận đâu. Đúng rồi, sỉ nhục quá. Thế mà bây giờ ông chơi cả con ô tô này vào làng, tức là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn đối với cả tổ tác nghiệp thôn chúng tôi. Và tôi hỏi ông một lần nữa này, có đúng là ông định vào nhà Yến không? Dạ đúng đấy ạ. À, bây giờ đã sỉ nhục anh em rồi lại còn cái tội trâu già thích gặm cỏ non. Anh em, Tấn, cứ nhập mặt. Đúng rồi, đúng rồi. Bằng của cố là ra mình vào tán đây ra. Đúng rồi, anh em. Cái này hả? Cái này. Ôi, mày biết ai đây này không? Hả? Con biết. Biết cái gì? Báo cáo bác. Đây là một tên dê già định vào tán em Yến. Và con đang... Tao nói cho mày biết. Đây là ông trẻ tao. Là cụ trẻ có điên. Ôi trời, khốn nạn. Sao mày mày lưu manh như thế hả? Ôi trời ơi, cụ... Ông có làm sao không hả ông? Có sao đấy, sao bay đầy trước mặt đây này. Anh làm trò gì vậy? Thì đi tìm ngay cho cái bộ răng giả đi, nó rơi đâu mất rồi. Mà tìm ngay cho ông cao cái hàm răng giả. Dạ vâng. Nhanh chứ. Ông ơi. Hai cái thằng kia đâu? Đi ra đây nhanh nhanh. Quá cái chị. Ra đây. Con không kịp ra đâu. Thế nó quay mày tắt, ông bay răng vào đâu đi tìm đấy. Nhanh lên. Ôi cô ơi. Ôi trời ơi. Đây Dũng ơi. Người đây. Dạ cháu xin lỗi ông ạ. Ông ơi, ông cứ tự tin chìa lợi ra cháu phập bộ răng vào giả ông ạ. Mày khốn nạn vừa thôi chứ. Dạ. Mày nhìn cái hàm răng đầy đất cát này. Mày định nhét đất nhét cát vào một bông tao à? Hả? Tao nói cho mày nghe nhé. Tao chưa gả con gái tao cho mày mà mày đâu đánh như thế này. Tao mà gả cho mày chắc mày đánh cả họ nhà tao. Mày định cho cả họ nhà tao ăn đất ăn cát à? Tao chuyên đời báo danh cho mày biết. Dạ. Tao có thừa con gái tao cũng không bao giờ gả cho mày. Mày cút ngay. Nhưng mà đây là kế sách của bác dạy cháu mà. Kế